Làm thao. Mi muốn nói gì? Nói gì? Làm thao. Mi hôm nay hơi xấu gái. Xấu. Mi xấu gái. Xấu gái. Vừa xấu gái lại còn vừa to mồm. Xấu gái. Không phải á. Xấu gái. Quá xấu. Quá xấu. Mặc cái áo thì nhìn trông kê. Vừa xấu vừa kê. Quá xấu. Xấu gái. Xấu. Xấu gái. Xấu gái. Mi ạ. Mi ơi. Xấu gái. Có xấu không? Có xấu không? Có xấu không? Xấu. Mi xấu gái. Xấu. Thế không xấu hả? Mi xinh gái hả? Có phải xinh gái không? Mi xinh gái. Trời. Mi xinh thế. Xinh gái quá. Ra đây nào, xoa xoa xinh gái tí nào. Không, đứng im đấy. Mi xinh gái thế nhỉ. Xinh quá. Trời ơi. Mi vừa xinh này, áo này đẹp nữa. Trời ơi, xinh gái toá đi. Dù mi xinh gái toá. Đúng xinh gái rồi đúng không? Em kia xấu thôi chứ còn chị mi xinh lắm. Chị mi xinh gái lắm nhỉ. Trời. Áo này còn đẹp nhé. Áo xì bóp. Áo đẹp. Áo đẹp mà. Thế áo không thích cái áo này à? Hả? Không thích nói về cái áo à? Mi. Mi xinh gái ra đây nào. Xinh quá. Xinh quá đi thế. Quá xinh. Em Moni hôm nay cũng xinh gái nè. Em Moni cũng xinh. Trời. Chị Mi xinh gái quá. Mi xinh gái thế nhỉ. Mắt long lanh. Áo đẹp thể thao. Quá xinh luôn. Xinh gái toá luôn. Nào. Nhìn vào đây nào, xinh gái nhìn vào đây để cho còn post video nên người ta còn ngắm được tí nào. Xinh quá nè. Mì à. Nào. Trời ơi, xinh toá. Xinh lung linh luôn. Xinh lung linh luôn. Không, ngồi yên. Ngồi yên thế cho nó nhìn cho nó xinh. Nằm ra. Ngồi xích lại nè. Nằm ra nè. Đúng rồi, thế.